Trong một nỗ lực nhằm sở hữu tiêm kích F-16 tiên tiến, giới chức Ukraine mới đây đã lên tiếng cảnh báo Nga đang sử dụng bom lượn cải tiến FAB-500 tấn công các khu vực gần tiền tuyến. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay Nga đã cải tiến bom thông thường FAB-500 trang bị đôi cánh thép cùng hệ thống định vị vệ tinh cho khả năng tác chiến tầm xa, chính xác cao, ngoài tầm tấn công của lực lượng phòng không. Nói nôm na, giải pháp của Nga đi theo mẫu bom GDAM-R của Mỹ với việc trang bị cặp cánh, cho phép nó bay thêm 80 cây khi thả từ độ cao lớn, không khác gì tên lửa hành trình nhưng không có động cơ. Do đó, để đối phó với chiến thuật mới, Ukraine mong Mỹ và đồng minh sớm cung cấp tiêm kích F-16 hiện đại. F-16 được trang bị tên lửa không đối không bắn xa 180 cây, có thể giúp chúng tôi xua đuổi máy bay Nga ra khỏi biên giới, giảm nguy cơ họ sử dụng bom lượn, vị này chia sẻ. Theo một số đánh giá, mẫu bom FAB-500M62 của Nga sau khi cải tiến thêm module MPK có thể bay thêm 15 cây sau khi thả ở độ cao 570 đến 12.000 mét.